thấy vô qua lấy ngón tay mình chạy như này, thì mình để ngón tay vậy. Còn khi bấm của mình, mình thực ra mình bấm ngay cái đầu ngón tay. Do đó mình phải làm sao? Mình phải là cắt cho nó gọn. Rồi mọi người thấy này, em thấy không? Là khi tôi làm thì có kẻ rõ ràng. Thấy chưa? Thì đấy. Như vậy thì cái tay mình ấy, là phải làm giống như cái móc câu mình ấy. Và chính cái móc câu này ấy, thì cái kẻ này nó mới xuống này được. Được chưa? Thành ra là khi mình làm vậy mình đi ra tìm cái đó. Và khi tìm xong mình mới lấy cái tay này, mình tìm đúng. Và khi tìm đúng rồi là mình bật. Nóng được chưa? Bật. Rồi còn ấy, là khi mà bấm thông tin ấy, thì mình dùng cái ngón cái đặt ngược vô vậy nè. Và mình nắm cái tay này, ngón này. Đồng thời mình dò, mình tìm. Khi mình tìm cho được cái kênh, mình nói bật. Tức là mình bật cái điểm ở cái ngón chân tay. Chứ không phải là mình ấn vô thôi. Mình ấn vậy là đau lắm, mà không có kết quả, mà phải bật nghe. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.